Vâng, chào tất cả các anh em nha. Hiện tại thì COVID đã lít lên 8 sàn lớn trong top 100 thế giới nha tất cả các bạn. Để mình tìm cái mới gặp nó mục tiêu rồi đó. Hiện tại COVID đã lít sàn Bket, Coinex, Bithumb, B2B và CMS và SJ và AtherD. Và một cái sàn cuối cùng là Lucky Lucas Chain, tất cả các anh em mình, và mình sẽ mở một cái event nhỏ nhỏ tặng quà cho tất cả các anh em, nhờ như một món quà anh em đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Event đó thể lệ nó như sau nha anh em, thể lệ đó là anh em vào kênh kiếm tiền 8.0, anh em lướt xuống và tìm một cái video event kit token tặng 50 kit cho mọi lượt đăng ký mới. Anh em like và chia sẻ lên một cái group, rồi anh em để lại một cái comment và một câu thơ hoặc là một câu nói bất kỳ. Anh em nhớ để lại câu thơ hay hay đi, mình sẽ tặng thêm cho tất cả anh em ha. Thì event đó thể lệ để giải nó như sau, là giải nhất mình sẽ tặng cho tất cả anh em 20k thanh toán bất kỳ Momo thẻ cào, và một giải nhì là 10k, và 6 giải ba là mỗi giải 50 đó. Dạ anh em có để lại comment dưới đó, dưới phần link mô tả video này luôn nha tất cả anh em. Để cho công bằng hơn thì thứ hai tuần sau mình sẽ quay kênh đâm trao giải cho tất cả các anh em. Dạ mình đã cũng qua bên cái chợ Co Market Cap và mình cũng tìm hiểu là hiện tại là Coinbase đứng top thứ tư của trong top 100 sàn lớn nhất thế giới. Thì anh em cứ việc đăng ký cái sàn B2B hoặc là cái sàn, những sàn như sau là để thành khoản có biết, hoặc là anh em nữa thành khoản trên sàn có biết luôn cũng được nha tất cả các anh em. Ubi hoặc anh em đăng ký cái sàn Bithumb nè, sàn này đứng top 48 là sàn này cũng lớn rồi, rất là tiềm năng nha tất cả các anh em. Và bây giờ anh em nhớ like và subscribe đăng ký ủng hộ mình một cái, và mình sẽ có những thông tin gì mình sẽ up lên cho tất cả các anh em sau nghe. Và hiện bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha, và chúc các bạn có một cái Tết thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xuân cũng sẽ đã đến rồi tất cả các bạn ơi, vậy hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo nghe. Vì hôm gà mặn quá mình không làm video được.